hôm nay chúng ta nói về phần sở thích trang số 25 ở trên sách của mình. Trang của mọi người là trang bao nhiêu? 29. Rồi chúng ta có bài sở thích nói về sở thích. Chúng ta sẽ đọc qua cái phần này về cái mẫu câu nói về sở thích. Và các bạn sẽ search xem là phần sở thích phần 2 để xem từ vựng các bạn nhé. Rồi chúng ta nghe mình đọc. 你最近忙吗? 你最近忙吗? 最近 là gần đây. Trong đó từ 最近, 最近 thì từ 最 là nhất, 近 là gần. Ví dụ như chúng ta có là 最好, 最好 là tốt nhất, 近 là gần. Ví dụ như là chúng ta có là 很近 là rất gần, 近 là gần nhá. 你最近忙吗? 你最近忙吗? Gần đây bạn có bận không? 我很忙, 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 tôi rất bận. 忙什么? 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 Bận gì? 要工作啊, 工作, 工作, 滋滋滋, 做, 要工作啊, 要工作啊, cần phải làm việc, 你的 爱好是什么? 你的 爱好是什么? 你的 的 呢? 我, 你的 伙伴 爱好 sở thích 是什么 là cái gì? Các bạn để ý một tí xíu, 好 chính là từ 好. Từ 好 mà đọc là 好 thì nó thiên về thích cái gì đó. 爱好 là sở thích. Vậy khi mà mình thích một cái gì đó ngoài việc mình nói là 我喜欢 cộng với lại cái mà mình thích thì mình sẽ có là 我爱 我爱 cái gì đó. Ví dụ 我喜欢去钓鱼, 钓鱼 là câu cá. 我喜欢去钓鱼 chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta cũng có thể dùng là 我爱 cái gì cộng với sở thích. 我喜欢看书, 我喜欢看书, 看书, 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 书, 书. 你呢? 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 你有什么爱好? 还有好有个人有变态。 你有什么爱好? 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 我喜欢去旅游。 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 喜欢 này là thanh quan, nó không có thanh thì mình đọc nghĩa gì? 喜欢, 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 我喜欢你, 我喜欢你, tôi thích bạn này. 我喜欢. 周末周 là chữ chữ, nên là mình phải tròn miệng ra đọc nhá. 周末你常干什么? 常 là thường, 干 là làm, 干嘛? 你常干嘛? Đúng rồi. 常干什么? 打网球, 打网球, 网球 là chơi tennis, 网球, 打网球. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái phần số 2 là phần từ vựng. Ok, mọi người có những cái sở thích gì thì mọi người sẽ hỏi trực tiếp mình nhá. Hỏi trực tiếp mình.